Trên dù tủ đồ của An rất nhiều quần áo nhưng An vẫn loay hoay mãi không tìm được một bộ đồ ưng ý để đi chơi cùng với bạn bè của mình. Quần áo quá nhiều không chỉ khiến tủ đồ của chúng ta bừa bộn và chật chội hơn mà còn phản ánh tình trạng chi tiêu chưa hợp lý khi chúng ta lãng phí quá nhiều tiền bạc và những món đồ không cần thiết. Vậy làm thế nào để xây dựng được tủ quần áo thông minh và tiết kiệm? Hãy cùng An điểm qua những mẹo nhỏ mà An đã đúc kết được nhé. Mỗi người sẽ có vóc dáng và sở thích khác nhau. Vì vậy, trước khi mua một món đồ nào đó, các bạn cần hiểu rõ cơ thể của mình. Ví dụ như là màu da, chiều cao, vóc dáng v.v. và định hướng phong cách cá nhân như là nữ tính, thanh lịch hoặc là streetwear cá tính. Việc chọn trang phục không phù hợp với vóc dáng có thể khiến bạn trông lụm thụm và không thật sự tự tin khi khoác lên trang phục đó. Dần dà, bạn bị rơi vào vòng lặp của việc mua đồ, thấy không hợp rồi lại mua đồ. Mãi chạy theo những món đồ không phù hợp với bản thân sẽ khiến bạn càng lãng phí nhiều tiền hơn vào quần áo đấy. Đối với những bạn chưa định hình được phong cách cá nhân thì An có một lời khuyên là chúng ta nên ưu tiên mua những items căn bản cả về màu sắc lẫn phong dáng và những món đồ có thể tái sử dụng lại nhiều lần cũng như phối đồ được nhiều kiểu khác nhau. Với mình thì các món đồ cơ bản cần có bao gồm áo thun trắng, đen, váy đen, trắng, áo sơ mi, quần hoặc váy jeans, áo blazer, quần ống suông, v.v. Ngoài ra, thay vì chọn những trang phục nhiều họa tiết hoặc có màu sắc rực rỡ theo mùa, thì mình sẽ ưu tiên những gam màu nhã nhặn hơn như trắng, đen, xanh nhạt, kem. Mua sắm quần áo cũ cũng là một trải nghiệm thú vị và chúng ta có thể săn được những món đồ hiệu độc lạ với mức giá rẻ hơn mức giá gốc rất nhiều. Các nhà kho ký gửi là một trong những xu hướng mua sắm đang lên ngôi trong những năm gần đây. Quần áo tại các cửa hàng này chủ yếu là hàng chất lượng tốt và còn khá mới, nhưng chủ cũ không mặc nữa và đem đến thanh lý. Vì vậy, quần áo cũng đẹp hơn so với các chợ bán quần áo second hand hàng thùng. Bạn cũng nên lưu ý là khi chúng ta mua đồ second hand thì cần kiểm tra thật kỹ quần áo xem đồ có bị rách hoặc ố vàng không nhé. Mẹo thứ tư mà An muốn chia sẻ đó là các bạn hãy chăm chỉ phối nhiều món đồ khác nhau để tạo thành một set đồ mới thay vì nhắm mắt chi tiền cho một bộ quần áo chỉ mặc được 1 đến 2 lần. Khi đi shopping, các bạn hãy nghĩ đến ít nhất 2 đến 3 kiểu phối đồ cho một món quần áo mà bạn muốn mua, để hạn chế rơi vào tình trạng khi mua về rồi lại không biết mặc như thế nào hoặc lạc quẻ so với những quần áo đã có sẵn ở nhà. Và mẹo cuối cùng mà An muốn chia sẻ đó là chúng ta hãy tận dụng triệt để các loại phụ kiện. Tương tự như quần áo, chúng ta cũng cần một số phụ kiện cơ bản như giày, thắt lưng, túi xách, trang sức v.v. Với thắt lưng, các bạn có thể chọn những gam màu cơ bản nhưng phù hợp với nhiều loại trang phục như màu nâu, đen. Tương tự với giày và túi xách, các bạn hãy cố gắng sắm ít nhất một đôi giày trắng, đen hoặc túi xách đen, trắng vì đây là những gam màu không bao giờ lỗi mốt. Hy vọng rằng những chia sẻ của An sẽ thật sự hữu ích trong việc mua sắm và giúp các bạn đầu tư cho quần áo một cách hợp lý hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!